Thưa quý vị, sau một tuần tạm nghỉ để các cơ quan tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, sáng nay 17 tháng 6, Quốc hội bước vào làm việc đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 của kỳ họp lần thứ 7. Đợt 2 của kỳ họp sẽ xem xét thông qua nhiều dự án luật, dự thảo nghị quyết cũng như quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong chương trình làm việc sáng nay, Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, tiến hành thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Chân Thành - Bình Phước. Phát biểu thảo luận tại hội trường, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trịnh Lâm Sinh đồng tình ủng hộ cao về sự cần thiết phải triển khai dự án đường cao tốc này để thúc đẩy liên kết vùng ở khu vực Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và cả Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trịnh Lâm Sinh cũng đề xuất chính phủ giải trình thêm những vấn đề còn băn khoăn để các đại biểu Quốc hội có thể yên tâm khi bấm nút thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Chân Thành - Bình Phước. Tuy nhiên thì đối với vấn đề này, tôi còn băn khoăn một vài điểm như sau. Trong thời gian vừa qua, một số dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 cũng đã mời gọi góp vốn theo phương thức là đối tác công tư đã phải hủy bỏ thầu dự án. Lý do là do hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu chưa đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nhà đầu tư chưa chứng minh được khả năng huy động vốn tín dụng hoặc là nhà đầu tư không tham gia dự án. Điều này cho thấy rằng là cái phương thức mà hợp tác để đầu tư các dự án này là chưa đủ hấp dẫn, cho nên là họ không tham gia. Thứ hai, một vấn đề liên quan khác đó là song song với dự án này thì trên tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14 thì có hai cái dự án BOT. Như vậy là khi cái dự án này đi vào vận hành thì chắc chắn là sẽ chia sẻ cái lưu lượng vận tải vận chuyển của hai cái dự án BOT. Đó thì là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái phương án thu hồi vốn của có hai doanh nghiệp của hai cái dự án BOT này. Từ hai vấn đề trên thì tôi đề xuất chính phủ giải trình thêm những cái vấn đề còn băn khoăn để đại biểu có thể yên tâm khi mà bấm nút thông qua. Một là đề nghị chính phủ báo cáo bổ sung thêm về tính hiệu quả của thời gian triển khai xây dựng và hoàn thiện công trình đến năm 2026. Ở chỗ này thì tôi có ý kiến hơi khác một chút xíu với đại biểu Tiến ở Vĩnh Phúc. Tôi chỉ đề xuất là thêm chừng một năm thôi, khoảng năm 2027. Hai là chính phủ cần có yêu cầu hai cái địa phương mà có cái dự án này đi qua phải cam kết thật mạnh mẽ trong cái việc là giao mặt bằng thi công nhanh nhất có thể. Thứ ba là cần tính đến lợi ích của hai nhà đầu tư có dự án BOT trên tuyến quốc lộ 14 và tuyến đường Hồ Chí Minh. Bốn là khi mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án này theo phương thức đối tác công tư, chúng ta cũng phải tính đến việc hài hòa lợi ích cũng như là chia sẻ rủi ro hợp lý của hai bên. Trong đó nhà nước cần tạo điều kiện cho nhà đầu tư có phương án thu hồi vốn hiệu quả. Hay nói một cách dân dã đó thì làm ăn là phải có lời. Điều này rất quan trọng bởi dự án không đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư thì có khi chúng ta phải chuyển dự án sang phương thức là đầu tư công thì là lại gây chậm tiến độ rồi ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Đồng thời là không thực hiện được là việc quy động nguồn vốn xã hội để xây dựng các cái công trình hạ tầng giao thông. Các đại biểu cũng đề nghị rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn, khả năng bố trí vốn, nhất là khả năng của các địa phương, khả năng hấp thụ vốn, thời hạn giải ngân, cơ sở căn cứ tính khả thi của việc đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư, phương án tài chính, việc lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức tín dụng tham gia đầu tư dự án. Việc triển khai các chính sách đặc thù phải tiết kiệm, hiệu quả để nhanh tiến độ thực hiện dự án, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Việc phân cấp cho địa phương cần đảm bảo khả năng thực hiện, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành các địa phương trong quá trình thực hiện dự án. Sáng nay, Thành ủy Long Xuyên tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Đây đến dự. Theo đó, điều động đồng chí Đặng Tấn Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Khánh đến nhận công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo chúc mừng đồng chí Đặng Tấn Lộc được nhận quyết định bổ nhiệm lần này và mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy năng lực trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo đơn vị mới, đoàn kết quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới. Thưa quý vị, môi trường là một trong những tiêu chí cần thiết và quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy, bên cạnh thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu khác,
Thời gian qua, huyện Tri Tôn luôn quan tâm thực hiện tốt tiêu chí môi trường để góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, trở thành những vùng quê đáng sống. Đến xã Lạc Quới, xã đạt chuẩn nông thôn mới những ngày này mới cảm nhận về một vùng quê đáng sống đang dần hiện hữu. Các tuyến đường của xã được nhựa hóa, bê tông phẳng lì, rộng rãi, thoáng mát. Dọc bên đường được bố trí nhiều thùng rác để người dân bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần cho diện mạo nơi đây thay đổi rõ nét. Tiêu chí 17 là cái tiêu chí là khó thực hiện, và cái tiêu chí này là chủ yếu là vận động nhân dân để mà cùng nhà nước để làm. Thì qua quá trình vận động thì người dân cũng đã nâng cao được cái ý thức, trách nhiệm trong cái công tác mà bảo vệ môi trường, như là mình thực hiện cái nước sạch, rồi hối xí dẹp vệ sinh. Thì qua đó thì địa phương cũng có cái lòng ghép để mà gia vốn ngân hàng chính sách cho cái hộ dân mà thực hiện cái này. Cái thứ hai nữa là cái phân loại rác thải tại nguồn và rác tái chế tái sử dụng. Thì địa phương cũng có vận động dân rồi cùng nhau để mà cấp cái túi lưới để cho dân là phân loại rác thải thì đạt theo cái chỉ tiêu. Môi trường được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cũng được nâng cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư, kinh tế phát triển. Có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn chung tay xây dựng nông thôn mới. Lạc Quới là vùng biên giới, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, đường xá cơ sở hạ tầng lúc bấy giờ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, địa phương đã tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, chung sức thực hiện, góp phần cho Lạc Quới đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2023. Đường xá giờ thì cũng nâng cấp rất là tốt, mở rộng ra, không còn là lầy lội như lúc trước khi trời mưa nữa. Và điện là khoảng, nó là khoảng 98%. Trường học bây giờ thì bây giờ đang cơ bản xây dựng để là đúng chuẩn là quốc gia. Thì trạm bây giờ cũng đã đang nâng cấp, từ chỗ đó là phục vụ cho bà con rất là tốt trong cái khi khám chữa bệnh. Không phải riêng thôi nhưng mà nói chung thì bà con trong xã luôn rất phấn khởi. Nhìn cái nội, nhìn cái bộ mặt bây giờ đó so với lúc trước rất là tốt. Không chỉ ở Lạc Quới mà hầu hết các tuyến đường của Tri Tôn luôn sạch sẽ, thoáng mát. Có được kết quả này, thời gian qua, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân bỏ rác thải đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các đơn vị liên quan được địa phương chú trọng thực hiện tốt. Trong đó, phối hợp với Xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện tổ chức thu gom vận chuyển và xử lý rác thải từ 40 đến 45 tấn một ngày. Xí nghiệp Môi trường Đô thị đó thì công tác phối hợp nhìn chung trong thời gian qua là rất tốt. Lượng rác vừa sinh hoạt rồi rác thải rồi nói chung là tất cả các thứ là mỗi một ngày bình quân là khoảng chừng 40 tới 45 tấn rác. Cơ bản là mình thu gom hết. Đối với xí nghiệp có 5 đội xe thì phân công tất cả các xe đi các tuyến. Xe nào của xã nào thì xe đó đi cái xã đó. Thu gom hết rác trong ngày, không để ùn ứ. Xí nghiệp có cái loại xe 500kg với xe lôi kéo thùng. Thành ra là đối với những cái đường hẹp, đường nhỏ thì mình sử dụng cái phương tiện xe 500kg với xe kéo thùng để vô được mấy tiếng đó để phục vụ. Tri Tôn hiện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với những kết quả đạt được, nhất là tiêu chí môi trường, trong thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì và nâng chất để môi trường nơi đây luôn trong lành, sáng, xanh, sạch, đẹp.